biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Nhưng có anh ở đây rồi, anh sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy. Vì đó là định mệnh của hai đứa mình mà. Mình gặp nhau khi cả hai đã còn trên vỡ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.